95 bức tranh minh họa từ những tác phẩm truyện tranh thiếu nhi tiêu biểu nhất đã được Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam phối hợp với nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu tới độc giả nhỏ tuổi. Triển lãm mang tới mọi sắc màu văn hóa đặc sắc từ đất nước Trung Âu. Chú mèo đi hia, pipi đất dài, thỏ bo và bê, những nhân vật truyện tranh gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả đã được giới thiệu trong triển lãm của các họa sĩ minh họa sách thiếu nhi Cộng hòa Séc. Cũng trong khuôn khổ triển lãm tranh, Đại sứ quán Cộng hòa Séc, nhà xuất bản Kim Đồng và câu lạc bộ đọc sách cùng con đã tổ chức chương trình đọc sách Bước vào cánh cửa thần kỳ. Tại đây, tiến sĩ Thụy Anh đã giới thiệu những tác phẩm văn học thiếu nhi tiêu biểu của Cộng hòa Séc. Đó là Max, Sunly và chiếc điện thoại thần kỳ, Bo và Bê, đôi thỏ tinh nghịch và cánh cửa thần kỳ. Nhân dịp này, bên cạnh hoạt động đọc sách, các bạn nhỏ được trải nghiệm cắt dán và làm đồ trang trí Trung thu. Con rồng này rất là thích và rất là đẹp. Con rồng nó để trang trí vào những ngày Trung thu ạ. Trong Trung thu của nước mình thì mình có những cái văn hóa và truyền thống và những cái linh vật từ thời xa xưa đến bây giờ vẫn còn đang được nối tiếp ạ. Thì như cá chép và rồng thì em mong là các bạn thiếu nhi sẽ nối tiếp được văn hóa của đất nước mình. Qua triển lãm, các em được làm quen với những tác phẩm văn học thiếu nhi Cộng hòa Séc, hiểu hơn về đất nước và con người Séc. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 18 tháng 9 tại nhà xuất bản Kim Đồng, số 55 Quang Trung, Hà Nội.